chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta kết nối năng lượng với nhau và cùng xem điều tuyệt vời tốt đẹp nào sẽ đến với bạn trong tháng 4 nhé. My chuẩn bị 3 viên đá khác nhau để chúng ta chọn tụ, khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Bạn cũng có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ 1, đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ 1, chúng ta kết nối năng lượng với nhau và xem điều tuyệt vời nào đang đến với tụ 1 trong tháng 4. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ 1 nhé. Từ lá bài đại diện chọn tụ của tụ bài số 1, Peace, nó là hòa bình hay là nhẹ nhàng, hài hòa, êm dịu và thoải mái. Đó là năng lượng tổng quát của cái trải bài này và kết nối với cả chủ đề ngày hôm nay là điều tuyệt vời nào đang đến với các bạn tụ bài số 1 trong tháng 4 á. Điều này có nghĩa là tháng 4 nó sẽ mang đến cho tụ bài số 1 một cái năng lượng êm dịu ở đây nè. Êm dịu, hài hòa. Ở bên dưới này gentleness cũng vậy nữa. Êm dịu, hài hòa và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ở đây nó đang có hai cái mặt trăng đều ở đây là stargazing, có nghĩa là hướng về phía ngắm trăng đó, ngắm trăng. Star là ngắm sao, nhưng mà ở trên bầu trời của vũ trụ là có mặt trăng. Bên dưới này hoàng hôn chứ không phải là mặt trăng đâu. Nhưng mà nó vẫn cho mình đang nhìn thấy rằng là hai cái hành tinh tròn tròn này có thể bạn sẽ cảm nhận một cách nó rõ ràng, nó mạnh mẽ, nó nguôi ngoai, nó thoải mái. Cho các bạn tụ bài số 1 là đâu đó phải cột mốc từ rằm thì bạn mới có thể thấy cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, nó êm dịu, nó hài hòa và nó thoải mái. Với lá bài cuối cùng trong trải bài của bạn ấy là bạn sẽ cảm thấy vui trở lại, năng lượng tích cực trở lại, hăm hở hào hứng với cái cuộc sống cá nhân của mình trở lại. Lá bài này cũng rất là tiềm năng, có thể bạn sẽ gọi là hóa giải một mối quan hệ nào đó với một người nào đó cho nó bình thường trở lại. Bình thường trở lại, mối quan hệ này có thể sẽ ngay chính trong gia đình bạn, với một thành viên nào đó trong gia đình của bạn, hoặc là một cái người mà họ ở trong cái tập thể lớn của các bạn tụ bài số 1. Nhưng mà một cách chính thức và rõ nét, rõ ràng thì khả năng là phải từ đâu đó cái cột mốc là rằm thì bạn sẽ thấy nó rõ hơn. Rồi trong tháng 4 sẽ có một nhóm các bạn tụ bài số 1, mình đang nhìn thấy rằng là bạn sẽ có những cái chuyến đi ngắn. Ví dụ là bạn đi chơi nè, hoặc là bạn đi... gọi là đi thăm danh lam thắng cảnh rồi đó. Bạn đi ngắn ngày, bạn có những cái chuyến đi như vậy để nó khôi phục lại cái năng lượng của các bạn tụ bài số 1, để cho bạn vui trở lại, để bạn có thể thực sự, nó giống như vậy, là một cái năng lượng bạn tận hưởng cuộc sống á, tụ 1 nó đang cho mình nhìn thấy như vậy. Nhưng mà bạn tận hưởng cuộc sống này á là bạn muốn có những cái chuyến đi ngắn là để cho nó có những cái sự bình yên, nó có những cái sự nhẹ nhàng. Chứ không có phải là bạn đang muốn tận hưởng cuộc sống rồi sau đó bạn sẽ đến những cái nơi mà nó đông đúc, ồn ào, om sòm, rùm beng lên. Nó không phải là năng lượng đó. Ở đây nó đang cho mình nhìn thấy bạn muốn có một cái chuyến đi như vậy để bạn xả hết năng lượng của bạn. Rồi sau đó để bạn có thể thoải mái, nhẹ nhàng, để dễ dàng chấp nhận cho một cái việc mà nó có thể, biết đâu với năng lượng này là nó sẽ xảy ra từ tháng 3 chăng, hoặc là tháng 2 chăng. Khi mà nó xảy ra như vậy, có vẻ giống như là bạn
Không dễ để chấp nhận cái điều đó, không dễ một chút xíu nào. Mà nó cứ bị mắc kẹt cái việc đó, giống như kiểu là mình cứ để bụng, hoặc là mình cứ bị cố chấp lấy, mình cứ bị vướng mắc lấy cái việc đó chăng? Ok, đó là trước 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 cái tháng tư. Ừ, trước cái tháng tư, vì ở đây nó có một cái nó cũng rõ nè, disappointment, một cái sự bất mãn hoặc là thất vọng in a friend, về một người bạn or a lover, hoặc là những cái người mà mình yêu thương, người mình yêu thương như lúc nãy mình có nói với tụi một rồi nhé, hoặc cả là gia đình của bạn, hoặc cả là người yêu của bạn, hay là cái người trong tập thể nói chung. Ừ, đấy, nhưng mà cái này là nó có một cái sự bất mãn, nó đang có một cái sự không có hài lòng, và mình mới nãy mình vừa mới nói xong là bạn bị mắc kẹt với cái chuyện đó, bạn vướng chấp với cái chuyện đó, nó làm cho bạn không hài lòng, nó cũng có một phần nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn tụ bài số 1, đặc biệt là tinh thần và tâm lý của các bạn đó. Ừ, nhưng mà rồi sẽ chuyển qua cái tháng 4 thì mới đang nhìn thấy là bạn sẽ có những cái chuyến đi giống như vậy để bạn khôi phục lại cảm xúc của các bạn, để bạn biết được một điều rằng là bất mãn hay là không hài lòng gì đi chăng nữa thì chuyện nó cũng xong và nó đã qua rồi, bạn không có thèm để tâm vô trong cái chuyện đó nữa, rồi xong bạn thả lỏng hết, thoải mái. Nhưng để nói một cách chính thức, bạn thực sự có được thoải mái đó, và bạn thực sự là quay lại cái nhịp và cái guồng sống bình thường của các bạn tụ bài số 1, Mi đang cảm nhận đấy, nó lâu đâu đó khoảng có thể sẽ là từ cột mốc rằm trở đi, bạn mới cảm thấy là cái người của bạn nó thực sự là nhẹ nhàng, bạn mới khôi phục lại được năng lượng, bạn mới vững chãi lắm. Bạn để cho mình nhìn thấy cái năng lượng vững chãi của các bạn tụ bài số 1. Mà vì sao? Thì nó cứ tiêu hóa từ từ thôi, nó chuyển hóa và tiêu hóa từ từ cảm xúc năng lượng của tụ bài số 1 hướng về phía tích cực. Rồi sau đó là bạn nhận ra được bạn có rất là nhiều những cái yếu tố hay là những cái lợi thế, hoặc cả là những cái may mắn phước lành hiện hữu để cho bạn sống và làm việc mà không cần phải vướng mắc quá nhiều với một cái người. Như lúc nãy mới nói đây, nó phải có một cái việc gì đó bạn bị cấn với cái người này đó, bạn bị cấn với người này, thì sau khi bạn xả lỏng hết rồi bạn đi chơi đó, ý như vừa mới nói như vậy để tiếp diễn cái câu chuyện, khi mà bạn để bạn đi chơi như vậy xong, dần dần bạn nhẹ nhàng ra, bạn thoải mái ra, và bạn thấy được rằng là ô, mình thích cái gì mình làm cái đó, và mình có quá nhiều những cái kinh nghiệm, mình có nhiều những cái công cụ phương tiện hỗ trợ, mình cũng có những cái lợi thế giống như vậy. Rồi sau đó là bạn nhận diện ra bản thân của bạn, thì bạn quay trở về đó, nó bắt đầu nó khôi phục lại năng lượng. Period of prosperity and abundance là một cái thời điểm của những cái năng lượng thịnh vượng và sung túc, nó mới quay trở về với các bạn tụ bài số 1. Thậm chí là có thể là một nhóm nhỏ tụ bài số 1, bạn có những cái may mắn như bạn tháo gỡ được cái vấn đề mà về khó khăn chuyện tiền nong của các bạn á, sẽ có người giúp đỡ các bạn tụ bài số 1. Còn nhóm còn lại thì cái sức khỏe bạn tốt hơn chắc chắn rồi, bạn làm việc hăng hái hăm hở hơn mà đó. Còn một cái nhóm còn lại có thể là bạn có thể tìm ra được một cái cách nào đó để bạn xoay sở cho nó hơi giống kiểu là tiền lúc nãy mới nói đúng không, còn ở đây là nó giống như kiểu là bạn có một cái, nó hơi giống như một cái năng lượng bạn bình ổn lại, rồi có thể là bạn sẽ, cái năng lượng này nó liên quan đến mối quan hệ cũng có nữa, lúc nãy mới nói là mối quan hệ nè, nó cũng không hẳn là bạn sẽ bình thường hoàn toàn với cái người nào đó, bất kể nó đang có cái lấn cấn với bạn đó, nhưng mà ít nhất năng lượng này là năng lượng hóa giải được một phần nào đó để có thể vẫn là kết nối và nói chuyện bình thường. Kết nối và nói chuyện bình thường, làm những việc cần phải làm thôi, còn vui vẻ với nhau hay không mình không có thấy lắm rõ trong cái lá bài này. Nhưng mà có vẻ là nếu mà liên quan đến cái lá bài này, disappointment là một cái sự bất mãn không hài lòng của bạn về một cái đối tượng nào đó, thì mình vẫn đang nhìn thấy có khả năng là cái đối tượng đó họ vẫn đang cứ dõi theo các bạn đội bài số 1, họ dõi theo. Họ cũng có cái muốn giúp này, họ cũng có cái muốn giúp kia, nhưng mà ngay cái lúc mà cái việc nó xảy ra, năng lượng này dễ nó xảy ra đôi lúc khoảng tháng 3 hay tháng 2 gì đó, thì ngay cái sự giúp xảy ra thì không, giữa bạn và người này là đã có cái năng lượng bất mãn này, là nó phải đã bị lấn cấn trong các mối quan hệ. Nhưng mà thôi, quay lại chúng ta vẫn muốn kết nối với nhau để xem điều tuyệt vời sẽ đến với tụ bài số 1 ở trong tháng 4. Trong tháng 4 là một cái tháng mà bạn sẽ sống thoải mái giữa công ăn việc làm, với lại cái cách chăm sóc bản thân, khôi phục lại năng lượng tinh thần của các bạn, với lại ăn uống này nọ, đi chơi này nọ là nó đủ đầy. Nên tháng 4 là một cái tháng tận hưởng thoải mái, nhưng mà không phải như người bình thường mà người ta có những cái tận hưởng thoải mái này nọ, nhưng bạn cũng vừa mới trải qua một việc bất như ý đó, thành ra là bạn lựa chọn con đường là chăm sóc và yêu thương bản thân,
thì bạn làm thôi. Nhưng mà để bạn thực sự cảm thấy ý nghĩa của cái việc chăm sóc yêu thương của bản thân á, nó có cái hiệu quả, nó có cái tác dụng để mà bạn thực sự là vui á, thì nó sẽ diễn đấy, như mình nói là cột mốc đâu đâu đó đó khoảng chừng rằm, bạn mới cảm nhìn bạn mới cảm nhận và bạn nhìn thấy cái năng lượng của bạn sốc dậy, và công việc nó lại suôn sẻ và nó lại trôi chảy đâu nó lại đang vào đấy. Bởi vậy cho nên là bạn lại hăm hở háo hức và bạn sống và bạn làm việc. À, người của bạn vui trở lại, trái tim của bạn vui trở lại, cảm xúc của bạn vui trở lại. Năng lượng này là một cái năng lượng nó giống như kiểu nó có về cái khía cạnh tài vật hay là tài chánh rồi đó. Trong cái tháng tư mới không cảm nhận là bạn phải lo về cái chuyện tiền bạc. Không cần phải lo về chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc nó thoải mái, nó ổn định cho đến cả là thoải mái ở trong tháng tư cho các bạn tuổi bạc số 1 nha. Quan trọng là cái cảm xúc của bạn. Quan trọng là cái cảm xúc. Ở đây nó đang có một cái lá bài death, nó bị chốc ngược cái đầu xuống. Mình muốn nhìn kỹ cái lá bài đó một chút xíu. Bạn thấy là cái lá mình vừa mới lập ra, ok, ở đây nó có quá nhiều cái, rồi lúc bài nó bay ra đó bạn, mấy cái bài nhỏ này nó bay ra nhiều quá, nên là mình sẽ có hơi nhiều lá bài trong màn hình, nhưng thôi mình gọn gàng nó lại rồi. Thì thậm chí cái lá bài này ở đây nó bay ra, nó cũng cho mình nhìn thấy tháng 4 là cái tháng mà bạn có nhiều những cái sự chăm sóc cho bản thân, thả lỏng thoải mái đó, thả lỏng thoải mái vì nó đã đủ căng mệt ở trong tháng 3, tháng 2 rồi đó. Và khi mà bạn thả lỏng thoải mái như vậy, bạn cân bằng lại cái cảm xúc đó. Quan trọng là cái cảm xúc của bạn. Bạn cân bằng lại xong ở đây là bạn có những cái phân tích, bạn có những cái nhìn nhận, bạn có những cái sự lựa chọn. Rồi, sau đó là The Hangman này. Mà đặc biệt là cái kết nối vào mối quan hệ với một người đó là mà họ làm cho bạn bất mãn ở đây nè. Mình đang nhìn thấy rằng là bạn không để những cái viện, cái cảm xúc mà nó không đâu vào đâu cả. Nó rù quến, nó ám ảnh bạn. Cho nên bởi vì bạn mới đi chơi và bạn chăm sóc bản thân của mình như vậy nè. Thì rõ ràng cái người đó làm cho bạn bất mãn thì nó cũng không đáng. Nhưng mà lý do vì sao nó lại có một cái năng lượng, có những cái chuyện bực mình giống như vậy và bất mãn như vậy, thì tụ một bạn cũng phải nhớ để ý giúp mi với, ở đây nó có một cái lá bài King of Wands. Một cái lá bài nó đang cho mình nhìn thấy bạn sẽ làm việc một cách rất là hăng hái và hăm hở, và nó nhanh và nó có nhiều những cái nhiệt huyết ở trong đó. Thì năng lượng này bạn sẽ làm việc rất là tốt và sẽ hoàn thành công việc của bạn rất là tốt. Nhưng mà nó cũng là một trong những nguyên nhân nó dễ có những cái sự đụng chạm đến với người khác. Ví dụ như ai đó họ làm cái việc gì và bạn cho rằng không đúng ý của bạn á. Mặc dù cái việc đó là việc của người ta thôi, thì nó rất dễ làm cho bạn có những cái cảm xúc không hay, nó trỗi dậy, bực mình á, hay là nó dễ đụng độ. Mà lý do chỉ bởi vì bạn đang hăm hở quá, bạn đang nhiệt huyết quá, bạn đang rất chi là mong muốn để thực hiện cái phần công việc của mình mà thôi. Nhưng nó không thành. Bởi vậy cho nên bạn bất mãn. Đó. Thì đây là rải bài chung, mình không biết nó đã đang hay là sẽ xảy ra với các bạn hay rồi hay chưa. Đó, cho nên là mình mới chia sẻ giống như vậy. Nếu như có bất kể cái thời điểm nào mà bạn làm, bạn muốn cực kỳ làm một cái việc gì đó, nhưng mà nó bất như ý. Nó bất như ý. Ồ, tự nhiên mình đang có cái cảm giác rằng là bạn khá bất ngờ khi nó bất như ý đó. Ý mình nói vậy có nghĩa là bạn ngờ rằng, bạn cứ nghĩ rằng là chuyện nó phải ổn thôi, nhưng mà ai dè là việc nó rất là lộn xộn và nó bất như ý, bởi bạn mới bất mãn. Ở đây nó có một cái năng lượng bất mãn và bạn co mình lại, bạn không có muốn loay hoay cái gì nữa, bạn muốn, bạn làm cái gì bạn cũng bắt đầu là bạn sợ. Nó đang cho mình có một cái cảm giác giống vậy. Nhưng không có sao. Quan trọng ở chỗ năng lượng tổng quát tháng 4 ở đây là peace. Có nghĩa là bạn đã chọn những cái góc nhìn lại về cái chuyện bất mãn bực mình đó, và cả góc nhìn nhận lại giữa cái đối tượng đó. Ở đây mình thấy bạn nhìn nhận lại. Tại vì rõ ràng có cảm giác như những có những điều bạn cũng chưa hiểu hết hoàn cảnh. Thì chưa hiểu thì bạn nhìn, bạn phân tích, bạn ngồi, bạn chiêm nghiệm lại. Và sau đó là bạn chọn cái cách làm việc tiếp tục. Bạn vẫn chọn cách như từ nãy giờ mới nói. Và quan trọng ở chỗ là bạn dọn dẹp đi cái cảm xúc của bạn. Thì khi mà bạn dọn dẹp cảm xúc của bạn một cách nó gọn gàng như vậy, thì bạn mới có thể sống và làm việc bình thường, thậm chí bạn nói chuyện bình thường với mọi người xung quanh nữa cơ. Nhưng mà dĩ nhiên là nó chưa nhanh, lúc nãy mới cũng có nói cái tính thời điểm ở đây rồi. Ok. Vậy thì dẫu sao ở đây nó đã có một cái lá bài là Death.
thì nó cho mình nhìn thấy một năng lượng đi tuyệt vời nữa trong cái tháng tư cho các bạn thuộc bài số 1 là một cái sự thay đổi, chuyển đổi, chuyển hóa cái tình hình, cái cảm xúc và cái sự nhận diện đúng đắn về chính bản thân của mình, của các bạn thuộc bài số 1 nó ok, nó ổn áp hơn, cho nên là bạn mới bắt đầu quay trở lại, bạn vẫn làm việc tiếp thì nó mới ra được cái năng lượng như lúc nãy mình nói đến giờ. Periods of prosperity tháng tư, nếu nói nào ngay chung quy nó vẫn là một cái tháng mà nó có những cái năng lượng của sự thịnh vượng, tận hưởng, thoải mái, vui vẻ, tích cực cho các bạn tụi bài số 1. Mimi vẫn nhìn thấy cái năng lượng đẹp như vậy. Bạn lấy lại được cái sự tự tin đấy, quan trọng ở chỗ bạn lấy lại được cái sự tự tin. Ok rồi, cái năng lượng nó là như vậy bạn nhé. Tụ bài số 1, mình mong rằng là trong cái tháng 4 này bạn sẽ nhanh chóng có nhiều những cái sự thoải mái nè, nhẹ nhàng nè, nhiều người họ sẽ quý mến và giúp đỡ bạn nè, tụ 1. Và chúc bạn sẽ có nhiều những cái thuận lợi và thành công hơn nữa trong tụ bài số 1 nhé. Và vui vẻ nữa, tận hưởng những cái khoảnh khắc mà mình chăm sóc cho sức khỏe của mình ăn uống và mình đi chơi lành mạnh á. Ok, chúc nguyện an lành. Mình mong tụ bài số 1 bạn luôn luôn có những cái năng lượng tuyệt vời, tốt đẹp trong suốt cả năm như vậy, tụi một nhé. Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong chủ đề khác. Xin chào tụi bài số 1. Xin chào tất cả các bạn, tụi bài số 2. Đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụi của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Tụ hai, chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là điều tuyệt vời nào đang đến với tụ bài số 2 trong tháng 4. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ bài số 2 nhé. Lá bài đại diện chọn tụ của các bạn ấy, lighten your load, có nghĩa là nhẹ gánh. Mình thoải mái, mình buông ra, hoặc là mình biết cái cách phân phối, hay là mình biết một cái cách sắp xếp nào đó mà mình sẽ cảm giác được nhẹ nhàng hơn. Cho nên là lighten your load, nhẹ nhàng hơn ở đây nè. Vậy thì ở đây nó thông điệp này nó khá đặc biệt của các bạn tụ bài số 2, nó giống như cái câu chuyện mà đi từ thấp lên trên cao vậy. Ở đây nó có một cái lá bài star, là ngôi sao. Nó có thể sẽ tượng trưng cho bạn đang muốn, bạn có việc muốn làm, bạn có việc muốn xây dựng. Và cái việc bạn muốn làm hoặc muốn xây dựng nó có thể sẽ ổn, ok, nó sẽ xoay chuyển và nó sẽ ổn sau khi nó có một cái thử thách nào đó. Bởi vì cái chữ ổn của mình ở đây á, là ở đây nó nối liền với một cái lá bài là time to get out of situation, đã đến một thời điểm mình phải thoát khỏi cái tình trạng mà nó khiến cho cái việc của mình muốn làm mà nó bị thử thách á, mình thoát được cho nên là mình ổn. Mà cái thử thách đó cụ thể là cái gì? Là cái gì cũng được, tụi bà sai, bạn yên tâm, ở đây nó có cái bull ở đây nè, là mình đang nhìn thấy là cái gì rồi bạn cũng sẽ gọi là trong cái tầm giải quyết, xử lý và kiểm soát của tụi hai thôi. Rồi bạn sẽ làm cái việc bạn cần làm, rồi bạn sẽ làm cái việc mà bạn muốn làm, rồi bạn sẽ nắm hết mọi thứ ở trong cái tầm tay của mình. Cho nên đó là cái vận may của bạn, good luck ở đây nè. Rồi bây giờ mình nói chút xíu đến cái thử thách. Hai cái lá bài này thực ra là ba, tay mình đang gõ cái này nó, ồ hay quá, vô tình đi gõ cái cốt ở đây một cái. Ở đây nó giống kiểu vậy nè, bạn đang muốn làm một việc gì đó nhưng nó rất rối rắm, trở ngại vì bạn có nhiều cái suy nghĩ, nhiều những cái ý tưởng và những cái cách đó, cách làm đó, nó khác nhau, nó làm cho bạn rối rắm quá trời luôn. Và bạn cứ có một cái cảm giác bạn đã bị khựng, bạn bị mắc kẹt, mất tiêu rồi, chuyện nó sẽ không có suôn sẻ đâu, rồi chuyện nó sẽ không có ổn đâu đó, là cái trường hợp thứ nhất. Bạn cũng có những cái trở ngại lo lắng về tiền bạc nữa, đó là cái trở ngại thứ nhất, thử thách thứ nhất. Cái trở ngại và cái thử thách thứ hai ở đây ấy, nó giống như kiểu là có cái người họ gây những cái sự cản trở cho bạn,
Mà ở đây không phải vô tình đâu, mà hữu ý đấy, chứ không phải là vô tình đâu. Hữu ý có nghĩa là người không có đàng hoàng. Họ đã gây ra một cái tình huống nó rối rắm, nó trở ngại cực kỳ luôn cho các bạn tụ bài số 2. Và bạn cảm giác là nó bị khựng ở ngay cái chỗ đó. Nó bị mắc kẹt ở ngay cái chỗ đó. Và dẫu cho dù bạn rối rắm hay là ai đó họ gây cái sự trở ngại đi chăng nữa, thì bạn không có hài lòng một chút xíu nào. Nó tạo ra một gánh nặng cho các bạn đấy, tụ bài số 2. Nhưng mà chúng ta đang kết nối để đi tìm cái điều tuyệt vời, thì cái gánh nặng đó bạn trút được nha. Bạn trút được, bạn chuyển hóa, bạn phân phát sau đó mà bạn chuyển hóa được. Cho nên là bạn ở đây nó có một cái năng lượng đẹp đó, new home, new attitude, là một cái nhà mới, hoặc là cái này là cái mái ấm mới và một cái thái độ mới. Nó đang cho mình nhìn thấy là đang nói đến các bạn tụ bài số 3 đấy, tụ bài số 2 đấy, xin lỗi, tụ bài số 2 đấy. Nó sẽ vượt qua được cái thử thách và cái trở ngại, sắp xếp lại được mọi thứ. Cho nên mình có một cái tinh thần, mình có một cái thái độ nó mới hoàn toàn. Tưởng đâu cái chuyện đó nó khựng mình mất tiêu rồi, hay là không thành, nhưng ai dè mình vẫn ok, mình ổn được. Và cái đó là cái vận may, good luck của các bạn tụ bài số 2. Mọi việc nó lại nằm trong cái tầm kiểm soát. Nó có những cái ở đây, cái lá bài này nó cho mi cảm giác giống như kiểu là kết hợp với lá bài này nữa mới đúng. Giống như kiểu là lúc mà cái trở ngại thử thách nó xảy ra, bạn chưa hiểu hết được ý nghĩa của nó. Mà cái trở ngại thử thách đó nó xảy ra như vậy, bạn có cảm giác là bạn quá xuyến, không 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 được, bạn không giải quyết được ấy. Nhưng mà mình nhìn thấy nhờ như vậy, tại ở đây nó có cái good luck, bạn mới có thể phát huy và bạn có thể nhận diện ra được, hiểu đúng rõ một cách thật sự chính xác luôn bản thân của bạn tụ bài số 2 là ai và bạn có những cái khả năng gì. Ở đây với lá bài Emperor này, nó cho mi nhìn thấy giống kiểu bạn thiết lập lại công lý. Tại vì cái chuyện đó nó cái chuyện thử thách đó nó quá lộn xộn với bạn đi, giờ bạn phải thiết lập lại hết cho nó có một cái hợp tình hợp lý với bạn đó. Nhưng mà nếu cái việc đó nó không xảy ra, bạn cứ thuận thuận như vậy, tàn tàn bình bình, và bạn sống và làm việc, thì bạn không ngờ được rằng là bản thân của bạn nó đang có những cái khả năng, nó có những cái năng lực, nó có những cái tố chất, tiềm năng, sức mạnh đến mức độ như vậy ấy. Good luck nè đó. Cho nên khi mà cái thử thách trở ngại nó xảy ra không ngẫu nhiên, không hề ngẫu nhiên một chút xíu nào đấy. Cho nên cái new home và new attitude chỗ này nãy giờ mình hơi khựng khựng, là từ mình cảm giác cái năng lượng đó nó có một cái gì đó mà hình như là mình chưa nhìn thấy rõ được, mình hơi chậm lại một chút xíu để cảm nhận một cách nó mạnh mẽ, thì mình truyền truyền tải với các bạn tụ bài số 2 là vậy. Cái mình tưởng rằng là chuyện không có thoải mái và thử thách khó chịu gây áp lực, nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, sức của mình nó mạnh hơn cả cái áp lực đó. Chả có vấn đề gì, không có cái gì gọi là áp lực ở đây hết trơn. Cảm ơn cái trở ngại đó, nó như một cái vận may để mà bạn có thể nhìn nhận được, bạn mới có thể phát hiện và bạn hiểu ra được bản thân của bạn nó mạnh đến mức độ như vậy. Ba chuyện lẻ tẻ đó, ý mi vậy đó. Thành ra nó support là lá bài hỗ trợ ở bên này, mình sẽ để gần cho tụ bài số hai. Bạn thấy hai hình hơi giống nhau, bên này là ngựa biết bay cõng một cô gái, ở bên này cũng cái con này giống như con báo hay sao, nó cũng cõng một đứa bé. Nó đều đang một cái năng lượng sự trợ giúp, sự hỗ trợ và sự trợ giúp. Thì hỏi là các bạn tụ bài số 2 bạn có sự trợ giúp nào hay không á. Cái sự trợ giúp này á, thực ra mình vừa mới nói với các bạn, thực ra mình vừa mới nói với các bạn á, cái thử thách, cái trở ngại, cái khó khăn bạn, nó không làm cho bạn gục ngã được, mà nó lại làm cho bạn phát hiện ra được một điều rằng là bạn giỏi giang và bạn có một cái tố chất, bạn có một cái khả năng. Và đặc biệt light ở đây nè là một cái năng lượng của đấng bảo hộ đấy, thiên thần đấy, thiên thần giúp cho bạn á. Nên quay lại thôi, thì đấy mi vẫn phát hiện là như mi vẫn nhìn thấy là bạn phát hiện ra cái điều đó, nhưng nghịch cảnh nó giúp bạn, giúp bạn như này. Khi mình nhìn cái lá bài này mới có cái cảm giác là bạn sẽ hiểu ra được cái điều đó.
và bạn không có phiền lòng vì cái trở ngại đó nữa, cái thử thách đó nữa. Bạn chấm dứt trở ngại, bạn chấm dứt cái thử thách bằng cách là bạn bỏ qua, rồi bạn không có phiền lòng vì cái trở ngại, thử thách, khó khăn đó nữa. Bạn bỏ nó qua, cái lá bài này nó cho mình nhìn thấy bạn bỏ nó qua, cho nên bạn mới khỏe lại, bạn mới vui lại, bạn mới nhẹ nhàng lại, vì bạn đã nhận ra được lòng bạn có những cái tố chất mà mình còn không ngờ tới nữa rồi mà. Đó. Good luck. Một loạt các lá bài này. Ở đây mình muốn nhìn kỹ một chút xíu cái lá bài này, vì cái lá bài này là một cái lá bài nó mang một cái năng lượng tài vật. Mà nhóm từ bài số 2, nếu ai đó mà bị cái trở ngại khó khăn về cái chuyện tiền bạc tài chánh, đây là một cái năng lượng nó có cái sự khai thông cho các bạn. Còn nhóm còn lại nó có thể sẽ ở một năng lượng khác, bởi vậy mình muốn là bài mình mới lấy ra, mình để nguyên bản nó như vậy nè. Đó, nó cho mình đang nhìn thấy được rằng là một cái thời điểm tháng 4 là bạn chấm dứt, bạn ngừng lại tất cả những cái mệt mỏi, áp lực về cái thử thách trở ngại của bạn ấy, nó sẽ tiêu biến trong tháng 4, không có vấn đề gì cả, nó sẽ tiêu biến hết. Cho nên mình bỏ lui cái lá bài này. Đây là một loạt những cái lá bài nó muốn bay ra. Đây là vua gậy, mặt trời, và lá bài này là cậu bé hay là cô bé Ly á. Đây là năng lượng của một lần nữa bạn có cái năng lượng của sự giúp đỡ nha. Lúc nào cũng vậy, bạn có cái năng lượng của sự giúp đỡ. Nhưng cái giúp đỡ này là trời giúp, thượng đế giúp, vũ trụ giúp, đấng bảo hộ giúp, vị thầy tâm linh giúp. Chứ còn nếu con người thì không phải. Con người ở đây là con người gây trở ngại, và con người thì là cạnh tranh, con người thì không thật thà, con người thì không đàng hoàng. Cái năng lượng này nó giúp nó còn tuyệt vời hơn nữa. Ở đây là đấng bảo hộ giúp bạn mệt mỏi nặng nề, vậy mà bạn lướt qua cái một. Dĩ nhiên bạn cũng có thực lực tụ hai, mới tin chắc một điều rằng là bạn rất có thực lực. Bạn là một cái người mà việc gì bạn cũng việc không việc gì cản bạn được, ok, không việc gì cản bạn được, và bạn có một cái độ vững vàng. Bạn là một cái người có cái chính kiến và có một cái năng lực làm việc rất là giỏi, ok. Bản lĩnh cuộc sống cũng rất là mạnh. Thôi thì mình đang muốn coi năng lượng này là năng lượng gì đây. Thì hai cái lá bài này nó thể hiện cho mình nhìn thấy năng lượng của thành công, thuận lợi và suôn sẻ. Đây là mặt trời, còn đây là vua gậy. Hai lá bài này đều là hỏa cả. Hỏa. Cái này giống như kiểu là bạn sẽ... Đây là năng lượng thành công, nhưng mà mi vẫn băn khoăn ở chỗ về cái sự giúp đỡ nó xuất hiện ở đây mạnh. Sự giúp đỡ này nè, nó có thể sẽ đến từ người trong gia đình của các bạn tụ hai, hoặc có thể là cha hay là bố của bạn, hoặc là chính cái chồng của các bạn luôn, nếu tụ bài số 2 bạn là nữ giới, hoặc là chú của bạn, cậu, vân vân, anh trai em trai gì đó. Nhưng mà năng lượng này nó thiên về theo kiểu hoặc là chồng á, hoặc là cha, là chú, là cậu, cái vai vế nó lớn nhiều hơn. Còn nếu mà may mắn á, thì ví dụ bạn làm cái công việc ở đây, giống như bạn muốn làm một cái, có thể biết đâu bạn xây dựng một cái công việc, bạn thực hiện một cái công việc, bạn chạy một dự án mới, thì cái sự giúp đỡ này có thể sẽ đến từ ngay sếp của chủ, của quản lý của các bạn tụ bài số 2. Nhưng có thể là bạn bạn không nhận thấy, kiểu như là vừa nãy mình nói đó, bạn không có dám tin. Tại vì nó đã tin con người ấy, tại vì trước đây nó đã có nhiều những cái trở ngại quá. Bạn tin vũ trụ, bạn tin trời đất, bạn tin đấng bảo hộ thì còn may ra. Nhưng mà tại vì bạn hình dung không, vũ trụ hay đấng bảo hộ mà có thương và có giúp tụ hai ấy, thì nó cũng phải có những cái tình huống bạn thấy thuận lợi và may mắn thì bạn cho rằng là trời thương mình á, nó kiểu vậy. Hoặc là trời thương mình hay là vũ trụ thương mình á, nó phải có những cái tình huống, hoặc là nó phải có những cái đối tượng cụ thể, cho nên nó là những cái sự hiển linh, là những cái sự ứng hiện của vũ trụ là có hồi đáp cho bạn đó. Đó,
đồng ý là chúng ta không tin những cái người mà đã gây trở ngại cũ cho chúng ta, nhưng khi đã tin vào vũ trụ thì nó phải có cái gì để mình biết rằng là vũ trụ gửi sự hồi đáp á, ý mới là vậy, thì nó vẫn có là năng lượng của cái sự giúp đỡ ở đây. Bằng một cách nào đó nó cũng làm giảm tải đi cái phần công việc hay là cái việc dự án hay cái gì đó bất kể mà tụ bài số 2 bạn muốn thực hiện, muốn xây dựng. Sau cuối tất cả mình vẫn đang nhìn thấy những cái năng lượng này là bạn không có gì có thể kìm hãm bạn lại, khựng bạn được ở tụ 2 và bạn sẽ thành công thuận lợi. Lá bài mặt trời này là thành công thuận lợi. Nhưng mà chỉ có một cái là nếu khổ nếu khó đâu cứ thoải mái bộc lộ ra. Với những đối tượng lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn đấy, họ vẫn sẵn sàng giúp. Ở đây là năng lượng sẵn sàng giúp, phải bộc lộ ra. Nó làm cho bạn đỡ rất là nhiều. Ok, nó có một cái năng lượng hiểu nhau nữa, hiểu nhau. Có thể biết đâu chính là cái người mà gây cái trở ngại trước đây cho các bạn của bài số 2 cũng chính là những cái đối tượng mà sẽ giúp bạn mà mình vừa mới nói xong ấy. Nhưng mà bây giờ cái mối quan hệ nó như vậy thì cái lá bài ở đây nó cho mình nhìn thấy là mỗi người mà nếu mà không có hài lòng, không có thoải mái mà không có cái sự kết nối và bày tỏ bộc lộ nói ra lại thì sẽ có những cái áp lực rất là nặng. Nó mệt mỏi thêm nữa cho các bạn tụ bài số 2. Bởi vậy cho nên khi hai cái lá bài này nó quay, nó xuất hiện thẳng giống như vậy là bạn sẽ làm việc bạn cần phải làm, nếu cần bạn sẽ mở miệng, nếu cần bạn sẽ gọi là kết nối, nếu cần bạn sẽ nói chuyện, nếu cần bạn sẽ bày tỏ bộc lộ ra thôi, thì nó mới có cái năng lượng là thuận lợi ở đây được đấy. Cái câu chuyện của tụ bài số 2 là như vậy, nhưng mà nó cũng không hề dễ với bạn tụ 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 hai, vì ở đây mình đang nhìn thấy quá nhiều những cái năng lượng dương, nó rất là dễ, nó có những cái xung đột và mâu thuẫn, bất đồng quan điểm và ý kiến, kiểu như là cạch nhau. Dù tụ bài số 2 bạn mà có là nữ giới đi chăng nữa, bạn cũng là một thuộc dạng gọi là nữ giới mạnh mẽ, nữ giới quan điểm chính kiến rõ ràng, nữ giới không có hay bày tỏ cảm xúc ra ngoài bù lu bù loa gì đâu, nữ giới vững vàng đó đó, kiểu vậy. Cho nên nó rất là dễ có những cái nó hơi lấn cấn một chút xíu với ngay chính chồng hay là cha hay là sếp hay là chủ của mình, nó hay vậy. Năng lượng dương nó mạnh quá, nhưng mà rõ ràng là có cái sự cần nhau, có cái sự giúp đỡ được cho các bạn tụ bài số 2. Thành ra là khi bạn cần, chỉ cần bạn mở miệng, luôn luôn vẫn có những cái sự trợ giúp quanh các bạn, nó sẽ làm cho bạn nhẹ được cái gánh. Ok, đó nó là như vậy các bạn tụ bài số 2 nhé. Ok, quan trọng ở chỗ là mi đang định nói nữa rằng không biết là bạn có chịu mở miệng nhờ hay không, không biết là bạn có chịu bày tỏ ra hay không á. Nó cũng không dễ đâu, vì năng lượng dương của tụ bài số 2 cao lắm, có nghĩa là giống như cái tự trọng của mình nó cao á, ý như vậy. Cái tự trọng của mình rất là cao, cái tự ái nó cũng cao, cái mặt mũi của mình cũng rất là cao, không dễ một chút xíu nào đâu. Không dễ, nhưng mà đây là một cái năng lượng nó cho mình nhìn thấy, thì năng lượng nó hài hòa trở lại thì nó sẽ có cái kết nối trở lại. Tại vì bạn nhớ lúc nãy nó để là new home và new attitude chỗ này không, thái độ khác rồi đó. Cho nên là miễn việc gì mà nó có cái sự thay đổi được, cải thiện nhẹ được cho bạn là bạn sẽ làm đấy. Bạn thăng bằng trở lại và bạn sẽ làm đấy. Ok rồi, tụ hai đấy, chung quy là cái năng lượng nó vẫn có cái sự thành công suôn sẻ, tốt đẹp và tuyệt vời đây này. Là cái lá bài mặt trời là thành công ở đây nè. Nhẹ gánh thoải mái được cho bạn, bạn cũng có sự nghỉ ngơi được nè, cũng có sự thấu hiểu lại được cho nhau rồi nè. Chuyện của bạn muốn làm nó vẫn là thành công và suôn sẻ đây nè. Đó, đó là những cái điều tuyệt vời của tụ bài số 2 ở trong cái tháng 4 bạn nhé. Ok, mình mong rằng là dù hoàn cảnh của bạn có như thế nào đi chăng nữa, mọi chuyện sẽ nhanh chóng suôn sẻ nè, hài hòa dễ chịu nè, bạn luôn nhận nhiều được những cái sự yêu thương và giúp đỡ suốt trong cái hành trình, trong cái công việc của bạn nhé. Tụ bài số 2, xin chào. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 3. Đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau.
Tụ ba chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau và xem là điều tuyệt vời nào đang đến với tụ bài số 3 trong tháng 4. Trước khi vào trọng tâm trải bài, hãy làm sạch năng lượng của tụ ba nhé. Bây giờ đây là một cái trải bài đẹp đấy bạn. Tụ bài số 3. Mặc dù từ lá bài đại diện chọn tụ của bạn compassion, nó giống như kiểu là lòng trắc ẩn á. Lòng trắc ẩn này nó giống như kiểu là bây giờ vũ trụ thương bạn lại rồi ấy. Chứ nó cho mình đang nhìn thấy là bạn sẽ thực ra mi nhìn trải bài này, mi có một cái cảm nhận rất mạnh rằng là tháng 3 và tháng 2 tụt lùi khoảng đâu đó 2-3 tháng trước á, nó có nhiều những cái giống như hơi kiểu chắc là thử thách, nhiều chuyện xảy ra. Ok, như theo kiểu là nhiều chuyện xảy ra lắm với tụ bài số 3 phải không? Nhưng mà giờ có cái gì không có quan trọng. Nguyên những cái khu vực, những cái lá bài này nè, nó bay ra, nó cho mi đang nhìn thấy được rằng là tháng 4 là một cái tháng nó ý nghĩa với các bạn tụ bài số 3. Vì nó mang lại những cái niềm vui, nó mang lại những năng lượng tích cực, nó làm cho bạn thoát khỏi những cái mấy cái tháng mà tùm lum chuyện hết trơn đó. Nó xảy ra như vậy, nó làm cho bạn mệt mỏi thì giờ nó xong rồi, nó khép lại rồi, năng lượng này nó cũng hơi hao hao, giống như kiểu gọi chữa lành á. Mà cái này chữa lành ở đây không phải theo kiểu là bị cái làm một cái điều trị hay là một cái chữa trị nào, có nghĩa nó có nhiều một loạt những cái việc nó xảy ra liên tục như vậy, nó làm dồn dập và mệt mỏi tụ bài số 3. Thì bây giờ tất cả những cái sự kiện, những cái sự việc đó nó đã được chữa lành nguôi ngoai rồi, nó tích cực, nó nhẹ lại, nó sáng lại cho các bạn tụ bài số 3 rồi. Nó kiểu vậy. Mà vì sao nó lại có được cái năng lượng chuyển như vậy? Vì sao nó lại có một cái năng lượng thay đổi như vậy? Vì đây nó có một cái bánh xe số phận nè. Bánh xe số phận. Nó cho mi đang nhìn thấy được rằng là giống như kiểu là bạn đã bắt đầu một cái giai đoạn mới rồi. Bạn đã bắt đầu một cái chu kỳ mới rồi. Thì bắt đầu là mình tập trung vô, mình sống, mình tập trung vô, mình làm việc lại bình thường thôi. Năng lượng này nó cũng cho mi đang có một cái cảm nhận. Nó rất là dễ để xảy ra một cái tình huống là trong cái tháng 4, tụ bài số 3, có thể là bạn sẽ bắt đầu có thêm một cơ hội nào đó, expansion, có thể bạn mở rộng công việc của bạn chăng, hay là bạn mở rộng mô hình kinh doanh, hoặc là bạn đầu tư sản phẩm thêm của bạn chăng. Đó có nghĩa là hai đường hai hướng, và nó làm cho bạn phải gọi là nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và đầu tư thêm rất là nhiều, trau dồi thêm rất là nhiều về cái kỹ năng chuyên môn, hoặc là đầu tư chăm chút, trau chuốt sản phẩm mới của bạn, kiểu giống vậy đó. Nó mở ra một cái hành trình, một cái năng lượng mới mà bạn sẽ gọi là cái thời gian mệt mỏi nó qua rồi, lúc đó lủng ngủng lan ngang mệt. Bây giờ qua một cái giai đoạn mới thì cái mệt này kia là vì những cái chuyện nó lộn xộn. Còn cái hành trình tháng 4 nó không hẳn là mệt đâu, nhưng mà bạn sẽ hơi cặm cụi, bạn sẽ hơi giống như kiểu là cũng không có nhiều cái thời gian cho mấy, bởi vì bận tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi, rồi chăm chút tập trung vô trong công việc làm, quay bên này, quay bên kia. Đấy, nó đều là bận rộn cả. Nhưng cái bận rộn của tháng 4 là cái bận rộn tích cực, tốt đẹp, là cái bận rộn vui vẻ, là một cái bận rộn mà mọi thứ nó đã xoay chuyển để bắt đầu một cái điều mới mẻ nào đó cho các bạn tụ bài số 3. Ví dụ năng lượng này bạn cũng có thể sẽ tìm được công việc làm mới. Năng lượng này cũng giống như vậy, mình vừa mới nói là có thể bạn bắt đầu mà mở ra một cái gì đó để bạn kinh doanh, bạn buôn bán, hoặc là có thể là bạn sẽ bắt đầu theo kiểu là nhập thêm sản phẩm mới. Đấy, nó kiểu vậy. Thì năng lượng này nó cũng là cảm xúc của bạn á, nó sẽ quay lại một cái trạng thái mới mẻ đẹp đẽ so với cái cảm xúc mà mệt mỏi ở mấy cái tháng trước á. Nói chung tất cả là đều thay đổi. Ok, nhưng mà ở đây nó đang có một cái lá bài The Star. Mi đang muốn nhìn kỹ cái lá bài Star này một chút xíu. Lý do mà mi đang nói một cái mạch năng lượng đẹp như vậy mà mi lại ngừng khựng và muốn nhìn kỹ lá bài The Star, vì phước lành nó tới, năng lượng này giống như kiểu phước lành nó tới nhưng bạn không có nhận thấy rõ vấn đề ở chỗ đó. Nó có thể sẽ mắc kẹt cho bạn ở thời điểm đầu tháng, hoặc là nó có thể sẽ kiểu giống như là bạn sẽ hơi bị tập trung vào cái mới, nó kiểu vậy. Mà nó ok như này,
Đấy, một loạt những cái lá bài mà mi mới lấy ra đây á, là cái lá bài này bạn đang nhìn thấy rồi. Đây là bài rất là vui vẻ nè. Năng lượng này năng lượng có tin vui đó, năng lượng có chuyện vui ở trong cái tháng 4 đó. Nhưng mà bạn không thực sự là gọi cẩn thận, hài lòng là bởi vì bạn quá cẩn thận. Bạn không thực sự hài lòng là bởi vì bạn quá cẩn thận chứ không có gì hết. À, đó. Thì bạn cứ cảm giác là nó không chắc ăn bởi vì bạn không biết là nó có ổn hay là không ấy. Đó. Thì trải bài này nó gần giống như là một cái câu trả lời cho các bạn rồi. Nếu mà tháng 4 diễn ra bạn muốn làm gì đó mà bạn cảm thấy nó không có chắc ăn, bạn cảm thấy nó không có thoải mái, thì nhớ đến cái thông điệp này. Vì cái The Star này nó vẫn cho mình nhìn thấy nó là một cái sự ấp ủ nào đó của các bạn. Ấp ủ của các bạn thuộc bài số 3. Mà vì sao nó lại có cái ấp ủ này? Có nghĩa nó giống như kiểu vậy nè. Cuộc sống có thể là bạn đang có công ăn việc làm bình thường, bạn vẫn đang có một cái cuộc sống bình thường, nhưng mà nó chưa phải là một cái cuộc sống như bạn mong ước, hay là bạn chưa thực sự gọi là trọn vẹn và hài lòng á. Đó. Cho nên bắt đầu là nó mới nảy sinh ra những cái ý tưởng mới, những con đường mới nó mới xuất hiện trong đầu của các bạn tuổi bài số 3. Mà khi nó xuất hiện ra rồi thì bạn không chắc ăn, bạn cảm giác nó không chắc ăn. Mà khi bạn cảm giác không chắc ăn như vậy thì bạn sẽ không có thoải mái. Ý mình nói vậy, bạn sẽ không có thoải mái, bạn sẽ không có tung bay khi mà cái ấp ủ mong ước của mình nó được thu hút trở thành hiện thực. Đó. Thì My đang nhìn thấy, quay trở lại với bạn, nhớ đoạn đầu My có nói là tháng 3 giống như kiểu là một cái tháng 4 là một cái tháng mà các bạn tụi bài số 3 là đầu tư vào để nghiên cứu, để tìm tòi, để học hỏi thôi, bởi vì nó là những cái nó là một cái ý tưởng mang đến những cái điều mới mẻ cho các bạn tụi bài số 3 đó. Nó giống như kiểu là bạn chỉ cần thêm thời gian để cẩn thận và nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và tiếp nạp thôi. Đó. Tự tin lên một chút xíu, đó là freedom này, nó cho mình nhìn thấy nè. Nên thôi thì quay trở lại vẫn là vậy. Cái tháng 4 là một cái tháng mà bạn sẽ đầu tư nhiều vào thứ nhất, hoặc là bạn nghiên cứu học hỏi về cái chuyên môn, kiến thức hoặc là thông tin. Cái thứ hai là bạn sẽ gọi là giống như kiểu là bạn thực hiện, bạn thực tập chứ thì đúng không? Bạn thực tập, rồi bạn rèn luyện, rồi bạn ôn tập, rồi bạn mài dũa cái năng lực của mình. Đó, nó cho mình nhìn thấy là như vậy. Rồi, thì dĩ nhiên nó sẽ mang đến cái năng lượng thay đổi, tại vì nó đã là một cái sự bắt đầu mới rồi. Năng lượng trải bài này là một cái sự bắt đầu mới rồi. Chỉ có cái cảm xúc bạn nó hơi chưa thăng bằng một tẹo thôi chứ không có gì. Có thể là có những cái sự tính toán này nọ của bạn trong công việc của bạn á, mà đặc biệt về số liệu này nọ, cho nên là bạn không thực sự là thoải mái, không thực sự cảm giác là chắc chắn lắm thôi. Nhưng mà ở đây cái lá bài ba xu nó đang cho mình nhìn thấy giống vậy nè. Bây giờ không biết là cụ thể cái tình huống hoàn cảnh công việc của bạn là sao. Ví dụ nha, bạn đang muốn buôn bán kinh doanh, làm cái gì đó, hay là mở ra nhập sản phẩm về mới vân vân, thì bạn hoàn toàn có thể là trông cậy được vào, bạn hỏi nhờ cũng được cái sự trợ giúp từ trong gia đình của bạn nè, hoặc là trong tập thể công ty nhóm của bạn nè, thay vì là cặm cụi làm một mình. Thì nghiên cứu một mình thì nó mệt và không có quán xuyến đủ, không có nhìn cái bức tranh rộng đủ trọn vẹn được, cho nên nó không có hài lòng. Ý mới là vậy đó. Nó vẫn luôn có cái quyền trợ giúp mà bạn tận dụng tối đa thì nó mới phát huy, nó mới bung được cái ý tưởng, hoặc là bung được cái sản phẩm, hay bung được cái hướng mới của bạn chăng. Đó, nó kiểu vậy. Rồi còn ví dụ bạn làm những cái gì, lá bài này thực sự nó cũng thiên về nghệ thuật, nghệ sĩ, hay là những cái người mà họ làm những cái việc gì đó nó liên quan đến tay nghề, hay là thợ thẩm mỹ đó, mỹ thuật.
Nếu mà những cái việc như vậy thì bạn cặm cụi bạn làm một mình, đồng ý, mi cũng hiểu. Nhưng nếu mà bạn có một cái tập thể, bạn có một cái tổ chức mà bạn có thể tham khảo những cái ý tưởng, truyền cho bạn nguồn cảm hứng, sau đó bạn quay trở về bạn làm cái việc của bạn thì vẫn tốt. Nhưng nếu bạn không có thì cái nhóm hay là những cái tổ chức nào đó, nó có thể sẽ là những cái thông tin hay là video ở trên mạng internet, bạn hoàn toàn có thể tham khảo được. Đây là hoàn toàn có thể tham khảo, sau đó quay trở về áp dụng nó, gom nhặt nó, túm lại hết vào trong cái việc mà bạn đang trau chuốt hay là bạn đang thực hành đó. Ý mi là như vậy thì nó sẽ làm cho bạn toát ra được, thoát rộng ra, thoát rộng ra. Ừ. Đó, nó kiểu là như vậy. Thì tóm lại đây là một năng lượng đẹp, điều tuyệt vời sẽ đến với các bạn thuộc bài số 3 trong cái tháng 4, là bạn bắt đầu một cái điều mới mẻ, một hành trình mới mẻ, nó đã bắt đầu xoay chuyển cho các bạn rồi, mà nó rất sát với cái ấp ủ, với cái ước mơ của các bạn. Đó, nó cho các bạn một cái cơ hội trau chuốt, trau dồi, học hỏi, nghiên cứu rồi nữa. Nó làm cho bạn có được cái niềm vui. Nhưng chỉ có trong chuyên môn thì có vẻ như bạn không vững vàng. Trong chuyên môn thì bạn khá là đòi hỏi nhiều những cái sự cẩn thận hơn, trau dồi thêm để bạn thấy nó chắc ăn hơn thôi, chứ không có thành vấn đề. Ừ. Đó, nó còn có nhiều những cái quyền trợ giúp khác và bạn chỉ cần tận dụng nó thì là ổn thôi. Cho các bạn thuộc bài số 3 bạn nhé. Ừ. Rồi, nó là như vậy. Thêm nữa, nó cũng cho mình nhìn thấy có thể rằng là các bạn thuộc bài số 3, bạn sẽ trở thành một cái hình ảnh và một cái hình tượng nó khác đi trong mắt đồng nghiệp của bạn, hoặc là gia đình của bạn, hoặc là cái tập thể hay là cái cộng đồng của các bạn thuộc bài số 3 đó, khi mà bạn có những cái sự thay đổi như vậy, đổi khác như vậy ở trong cái tháng 4. Và hình ảnh của bạn thay đổi như vậy là thay đổi tích cực, mọi người họ sẽ vui, họ sẽ đón chào, họ sẽ kết nối và thậm chí giống như là chúc tụng động viên khi mà bạn có những cái sự mở rộng, có những cái sự thay đổi như vậy ở trong công việc của bạn. Ừ. Cái sự cặm cụi, cái sự mày mò, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi của bạn nó sẽ được sự bù đắp đền đáp, nhiều người họ họ có cái cảm mến, nhiều người họ biết đến bạn hơn chăng. Ừ. Bạn lan tỏa được cái gọi là giống như bạn lan tỏa được cái sản phẩm của mình, hoặc là bạn lan tỏa được cái thương hiệu, hoặc là cái hình ảnh, hay là cái tên tuổi, tên tiếng của tên tuổi, đúng rồi, danh tiếng của các bạn thuộc bài số 3 chăng trong mắt mọi người. Ừ. Nó có thể sẽ có cái năng lượng đẹp như vậy nữa. Đó là cái câu chuyện của các bạn tụ bài số 3. Okay. Đây là một năng lượng rất là đẹp bạn nhé. Nên mình để cái lá bài bảy sắc cầu vồng ở đây để nó giống như chữ ám thị cho các bạn có cái năng lượng tích cực. Bạn thấy cầu vồng nó tượng trưng cho năng lượng của hy vọng đó. Nên nó báo cho mình biết được rằng là những cái sự thử thách ngổn ngang trong mấy cái tháng trước đó, rồi bạn sẽ được bù đắp lại bắt đầu từ cái tháng 4 trở đi. Nó có những cái năng lượng mới mẻ cho các bạn tụ bài số 3. Chỉ có một cái là bạn thoải mái cái tinh thần của bạn lên một chút xíu, chạm tay được tới ước mơ rồi, nhưng mà thong thả một chút xíu. Ừ. Đây, rồi đó, nó là như vậy, tự tin lên một chút xíu nữa. Bạn có nhiều những cái yếu tố thuận lợi và hỗ trợ xung quanh bạn lắm, tụ bài số 3, chỉ cần bạn chịu dùng tới nó thôi, từ đồng nghiệp, gia đình cho đến mạng internet, là kiến thức kinh nghiệm bao la ở trên đó luôn. Rồi tụ ba chúc nguyện như ý, mình mong rằng là bạn sẽ nhanh chóng có những năng lượng may mắn, thuận lợi, tốt đẹp sẽ đến bên các bạn tụ bài số 3 nhé. Xin chào.